Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Hôm nay chúng ta tiếp tục cũng nói về câu chuyện của Thiền Am bên bờ vũ trụ ha. Nhưng hôm nay thì câu chuyện chúng ta chỉ tập trung và xoáy sâu vào câu chuyện là tại sao Lê Thanh Trùng Dương lại được cơ quan chức năng là cho một cái tình tiết giảm nhẹ trong bản cáo trạng, cũng như là tại kết luận điều tra của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An. Bởi vì chúng ta biết thì cái tình tiết giảm nhẹ này nó giúp rất là nhiều cho phía cơ quan chức năng khai thác ra rất nhiều vấn đề khác có liên quan đến vụ án 331 và các vụ án khác nếu có, ví dụ như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc là thậm chí có thể có luôn cả cái tội lụm lon nữa. Và cũng chính vào nhờ cái sự ăn năn hối cải của Lê Thanh Trùng Dương thì cơ quan chức năng đã ghi nhận cái thành tích của anh này trong câu chuyện, đó chính là lấy lời khai của bị can, bị cáo. Và Lê Thanh Trùng Dương có vẻ như là đã nhận ra được những cái sai sót của mình, và anh ta đã thành khẩn ăn năn hối cải và cho các thông tin thật sự là cần thiết cho cơ quan chức năng. Vậy thì Lê Thanh Trùng Dương đã khai những gì với cơ quan chức năng liên quan điều số 331? Hôm nay chúng ta cùng nhau là chia sẻ về những lời khai của Lê Thanh Trùng Dương ha. Đầu tiên á, thì Lê Thanh Trùng Dương có lời khai như sau. Tài khoản YouTube năm chú tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ do 4 bị can gồm Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương cùng đồng thời đăng nhập và sử dụng. Có nghĩa là cái kênh YouTube năm chú tiểu này là có 4 người cùng đồng thời là được phép đăng nhập vào trong đó để chỉnh sửa, hoặc là có thể là xem các số liệu trong đó, hoặc là chỉnh sửa các video clip, hoặc là ẩn, hoặc là xóa, hoặc là như thế nào đó. Nói chung là có 4 người được quyền tham gia vào trong đó. Tuy nhiên thì mặc dù là có 4 người nhưng mà cũng phải có người chính và có người phụ. Mặc dù là 4 người được phép là đăng nhập vào trong đó nhưng mà rõ ràng là phải có sự phân chia rõ ràng, bởi vì cơ quan chức năng là khẳng định là vụ án này là có tổ chức, và có tổ chức có nghĩa là có người cầm đầu, có người thực hiện và có người chỉ đóng vai trò là giúp sức thôi. Vậy thì câu chuyện đó tiếp theo là được Lê Thanh Hoàng Nguyên chia sẻ như sau. Về việc quản lý kênh là do bị can Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Hoàng Nguyên đồng quản lý. Có nghĩa là ở đây đó, cái kênh YouTube năm chú tiểu này mặc dù là có 4 người cùng được phép đăng nhập vào trong đó để sử dụng các tính năng trong đó, nhưng mà chỉ có 2 người là thân cận với thầy ông cố nội được phép là đồng quản lý thôi, đó chính là Nhất Nguyên và Hoàng Nguyên. Còn cái chỗ Nhị Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương cũng là người có thể đăng nhập vào trong đó nhưng không phải là người quản lý chính. Có nghĩa là vai trò của Lê Thanh Trùng Dương chỉ là vai trò phụ trong cái việc quản lý cái kênh YouTube năm chú tiểu thôi. Còn hai người còn lại đó chính là Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên, chính là người quản lý và sử dụng chính đối với kênh YouTube năm chú tiểu. Chúng ta tiếp tục với lời khai của Lê Thanh Trùng Dương ha. Bị can Lê Thanh Trùng Dương trực tiếp tham gia sự việc được ghi nhận lại trong video clip thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người được đăng tải ngày 11 tháng 12 năm 2020 trên tài khoản YouTube năm chú tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ. Bị can khai nhận trong video clip Lê Thanh Hoàng Nguyên đọc nội dung văn bản liên quan vụ án cố ý gây thương tích do Châu Vinh Hóa thực hiện của công an huyện Đức Hòa gửi cho luật sư Lê Ngọc Luân, công ty luật trách nhiệm hạn Chìa Khóa Vàng. Trong video clip bị can khai nhận bản thân có lời nói nó còn có cái là bao che tội phạm nữa, cái này còn có hành vi bao che tội phạm. Tại chỗ này thì chỗ của Trùng Dương đã khai nhận với cơ quan chức năng là chính Lê Thanh Hoàng Nguyên chính là người đọc cái văn bản do cơ quan công an huyện Đức Hòa gửi cho luật sư của phía Thiền Am, đó chính là luật sư Lê Ngọc Luân. Và tiếp theo đó, ngoài ra bị can xác định Lê Thanh Nhất Nguyên có lời nói kết quả không có đủ cơ sở để mà cáo buộc tội trạng xâm phạm gia cư bất hợp pháp hay các tội trạng trong này, tức là đây là một sự việc bỏ lọt tội phạm trầm trọng vô cùng chứ không phải là thường, nhưng không nhớ rõ ai là người quay và đăng tải video clip. Mục đích của những câu nói xúc phạm là do bức xúc kết quả giải quyết của công an huyện Đức Hòa đối với vụ án cố ý gây thương tích do bà Châu Vinh Hóa thực hiện. Và chính lời khai xác nhận này của Lê Thanh Trùng Dương nói rằng là thừa nhận có nghe được những lời nói của những người khác, ví dụ như là Hoàng Nguyên, ví dụ như là Nhất Nguyên. Và từ đó cơ quan chức năng lấy làm cơ sở để điều tra đấu tranh cùng với Lê Thanh Hoàng Nguyên cũng như là Lê Thanh Nhất Nguyên. Và chúng ta tiếp tục với những lời khai của Lê Thanh Trùng Dương ha. Bị can Lê Thanh Trùng Dương khai nội dung của video clip phim hài chiếu rạp mùa dịch năm 2021 Vùng Đất Quyền Bí năm chú tiểu thách thức danh hài đăng tải ngày 22 tháng 8 năm 2021 trên tài khoản YouTube năm chú tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ về nội dung và các khâu chuẩn bị để sản xuất phim là do bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên thực hiện. Và như vậy chính lời khai của Lê Thanh Trùng Dương đã vạch mặt ra ba người, thứ nhất là Hoàng Nguyên,
thứ hai là Nhị Nguyên và thứ ba là Nhất Nguyên. Ba người này đã biên soạn kịch bản cũng như là lên kịch bản của phim và tiến hành là quay phim. Nói tóm lại, ba người này chính là ba người cùng chủ đạo thực hiện cái video clip đó, và Lê Thanh Tùng Dương là không có tham gia vào việc sản xuất phim đó, mà có thể Lê Thanh Tùng Dương đã tham gia vào một cái vấn đề khác trong cái nội dung clip này. Chúng ta tiếp tục nghe lời khai báo của Lê Thanh Tùng Dương ha. Bị can tham gia vai diễn là đệ tử của ông Tiên trong video clip. Sau khi quay video clip xong thì trình chiếu cho những người trong Thiền Am xem, đóng góp chỉnh sửa. Tuy nhiên, bị can chỉ xem và không có ý kiến. Và đây chính là một cái lời khai rất là thật đối với Lê Thanh Tùng Dương. Tùng Dương nói rằng là mình chỉ tham gia với vai trò là một người trong cái clip đó thôi, và mình chính là đệ tử của một ông Tiên, một ông Bụt. Và sau khi quay clip xong đó thì có trình chiếu cho những người tại tỉnh Thất Bồng Lai xem, và những người đó là đóng góp ý kiến để mà chỉnh sửa nội dung. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là có sự tổ chức ở trong đây, có người là lên kịch bản nè, có người quay phim nè, có người là trình chiếu lại và đóng góp ý kiến để chỉnh sửa nội dung của clip, và nội dung của clip là nói xấu cơ quan chức năng. Và vì vậy câu chuyện là có tổ chức đã được thực hiện bởi các bị can này, và chính lời khai của Lê Thanh Tùng Dương đã làm rõ sáng tỏ ra mọi vấn đề, và cơ quan chức năng xác định đây chính là tội phạm có tổ chức là hoàn toàn có cơ sở, bởi vì có người thực hiện, có người chỉnh sửa, có người quay phim, có người đóng góp ý kiến, một sự phối hợp cấu kết rất chặt chẽ, và vì vậy tình tiết tăng nặng đó chính là phạm tội có tổ chức hoàn toàn là có cơ sở. Và chúng ta tiếp tục với những lời khai của Lê Thanh Tùng Dương ha. Bị can Lê Thanh Tùng Dương trực tiếp tham gia sự việc ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở công an huyện Đức Hòa, được ghi lại trong video clip cầu cứu gấp tỉnh Thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an, được đăng tải ngày 13 tháng 12 năm 2019 trên tài khoản kênh YouTube Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official. Và chính lời khai này của Lê Thanh Tùng Dương đã làm sáng tỏ ra rất nhiều điều. Trước đây thì chúng ta hoàn toàn không biết được rằng là cái clip mà chỗ Hoàng Nguyên Nhất Nguyên quay tại đồn công an, sau đó thì họ đem về, thì ai chính là người tung lên mạng xã hội. Một thời gian dài chúng ta không biết được. Và hôm nay chính Lê Thanh Tùng Dương đã khai nhận rằng đã được đăng tải lên trên kênh YouTube Hoàng Nguyên Nhất Nguyên Official. Có nghĩa là khi tại cơ quan chức năng thì Hoàng Nguyên Nhất Nguyên nói rằng là quay clip về làm tư liệu, dữ liệu thôi, và không đăng tải lên mạng xã hội. Và sau đó họ đem về. Và hôm nay là Tùng Dương đã khai nhận rằng là đã được đăng tải lên trên kênh YouTube là Hoàng Nguyên Nhất Nguyên Official. Vậy thì ai là người đăng tải? Rõ ràng đây chính là cái kênh YouTube của Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên, mà chính Hoàng Nguyên Nhất Nguyên là người trực tiếp quay tại đồn công an huyện Đức Hòa. Vậy thì ai là người có thể đăng được vào kênh YouTube của Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên? Rõ ràng chỉ có thể là Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên thôi, không thể chối cãi được điều này, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể đăng nhập được vào cái kênh YouTube Hoàng Nguyên Nhất Nguyên Official. Và nội dung bản gốc thì Hoàng Nguyên Nhất Nguyên là người trực tiếp quay tại công an huyện Đức Hòa, và vì vậy chỉ có Hoàng Nguyên với Nhất Nguyên là người có thể được đăng cái video clip đó trên kênh là Hoàng Nguyên Nhất Nguyên Official thôi. Và chúng ta tiếp tục với lời khai của Lê Thanh Tùng Dương. Bị can xác định tham gia sự việc trên có 9 người, bị can biết rõ bao gồm là bị can Lê Tùng Vân và bị can Lê Thanh Tùng Dương, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc, Lê Thu Vân, Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Quyền Trân. Trong đó bị can xác định Lê Thanh Nhất Nguyên là người sử dụng điện thoại di động thông minh để quay lại video clip nêu trên và có lời nói yêu cầu công an trả Diễm My ra. Mấy anh bắt cóc Diễm My, vậy rồi mấy anh đổ lỗi cho tôi. Rồi tụi tôi nuôi Diễm My, tụi tôi bắt cóc Diễm My, tụi tôi bán cho ai? Quá rõ, lời khai của Lê Thanh Tùng Dương đã xác định tại buổi ngày hôm đó, ngoài Lê Thanh Tùng Dương còn có 9 người nữa, mà trong đó có bà Lê Thu Vân nằm trong đó ha. Và hơn nữa, Lê Thanh Tùng Dương đã xác định chính Nhất Nguyên là người quay đoạn video clip đó. Vậy thì không thể nào chối cãi được, người quay video clip chính là Lê Thanh Nhất Nguyên, và sau đó được đăng tải lên trên kênh YouTube là Hoàng Nguyên Nhất Nguyên Official. Vậy thì cái người nào có thể đăng tải được đoạn video clip này? Chỉ có thể là Lê Thanh Nhất Nguyên mà thôi. Chúng ta tiếp tục với lời khai của Lê Thanh Tùng Dương nè. Đồng thời, bị can xác định trong video clip, bị can Lê Thu Vân là người phụ nữ đội mũ bảo hiểm màu đỏ, mặc áo khoác màu cam, mang khẩu trang đứng trước cổng công an huyện Đức Hòa và có lời nói trước đám đông tụ tập: công an huyện Đức Hòa bắt cóc người bà con ơi, công an huyện Đức Hòa bắt cóc con người ta không trả ra nè. Tại chỗ này rất quan trọng, chính sự khai nhận này của Lê Thanh Tùng Dương thì cơ quan chức năng mới tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm. Và bây giờ kể từ lời khai của Lê Thanh Tùng Dương đã xác định bị can Lê Thu Vân có tham gia trực tiếp vào câu chuyện là nói xấu, xuyên tạc lời nói cũng như là hành động của cơ quan chức năng, cụ thể hơn đó chính là công an huyện Đức Hòa. Nếu như không có lời khai của Lê Thanh Tùng Dương, có thể bị can Lê Thu Vân sẽ không được cơ quan chức năng là khởi tố bị can, và như vậy có thể là bỏ lọt tội phạm.
Và như vậy trong trường hợp này, những lời khai của Lê Thanh Tùng Dương đã làm sáng tỏ ra khá nhiều điều, mà nhất là câu chuyện xác định được Lê Thanh Nhất Nguyên là người trực tiếp tham gia quay clip tại Công an huyện Đức Hòa. Và lời khai của Lê Thanh Tùng Dương đã tiếp tục được cơ quan chức năng làm sáng tỏ, đó chính là có sự tham gia của bà Lê Thu Vân. Như vậy, từ lời khai của Lê Thanh Tùng Dương đã làm cho cơ quan chức năng là khởi tố bị can đối với Lê Thu Vân là tránh bỏ lọt tội phạm. Và chúng ta tiếp tục với lời khai của Lê Thanh Tùng Dương. Bị can khai nhận hành vi của nhóm người tại Thiện Am là vi phạm pháp luật do bức xúc quận Diễm My làm việc với cơ quan công an huyện Đức Hòa, sau đó mất tích tại đồn công an. Và đó chính là lời khai nhận của Lê Thanh Tùng Dương, khẳng định chúng tôi đã sai, là vi phạm pháp luật. Và đây cũng có thể được xem là một trong những tình tiết là ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo của Lê Thanh Tùng Dương. Và qua nội dung của video clip nói về câu chuyện là Tùng Dương đã khai nhận gì với cơ quan chức năng liên quan đến vụ án 331 thì cơ quan chức năng đã đưa vào bản kết luận điều tra cũng như là đưa vào bản cáo trạng rồi. Rõ ràng là Lê Thanh Tùng Dương đã có hành động là khai nhận ra toàn bộ sự việc. Và kể từ đó thì cơ quan chức năng đã đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như là xác định được những người tham gia vào câu chuyện Tỉnh Thất Bồng Lai quay phim tại Công an huyện Đức Hòa. Và tôi nghĩ rằng là với cái tình tiết này ăn năn hối cải như vậy thì cơ quan tòa án khi lượng khung lượng hình sẽ cho Lê Thanh Tùng Dương một bức án nó phù hợp nhất, và có thể Lê Thanh Tùng Dương sẽ sớm quay trở về với gia đình, quay trở về với xã hội. Nội dung của video clip ngày hôm nay đến đây sẽ phép được kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi Luật Sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật Sư Vlog. Kênh Luật Sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.